Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video được phát sóng trên kênh Đồng hồ Kiên Đồ Cũ, kênh chuyên giao lưu và giới thiệu về những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Và ngày hôm nay phiên đồng hồ buổi sáng thứ 6 ngày 28 tháng 12 năm 2023, mở đầu video thì cả hàng Kiên cũng xin kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Tiếp tục trở lại với phiên đồng hồ ngày hôm nay sẽ là các mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ rất là nhiều các thương hiệu trên thế giới. Và các bác mình trong quá trình xem video, yêu thích mẫu đồng hồ nào có thể nhanh tay chốt đơn cho em theo Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình nhé. Rồi, và mẫu đồng hồ đầu tiên đem đến cho các bác ngày hôm nay, một chiếc Longines Đô Đốc, một trong những cái phiên bản Longines cao cấp và cực kỳ là nổi tiếng của thương hiệu này. Đó, với biểu tượng 5 ngôi sao chính diện nằm ở trên phần mặt. Một form thiết kế mặt rất là đẹp và sáng. Cọc số trải tia và chiếc này thì sẽ có một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ nha. Nhắc đến thương hiệu Longines thì chắc hẳn là các bác đang xem video ở đây mình cũng rất là quen thuộc, cũng như là ít nhiều gì thì cũng biết đến cái tên của thương hiệu này rồi, đúng không ạ? Một trong những thương hiệu cao cấp hàng đầu của Thụy Sĩ. Và chiếc Longines này thì sẽ là một cái form mặt khá là lớn nha. Với chiều ngang là 36 cùng với chiều dọc của chiếc này là size 42 này. Đây là một form mặt khá rất là dễ đeo dành cho các bác. Mặt kính sáng bóng, thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ, nốm zin nha. Nốm zin nguyên bản, vỏ rất là sáng luôn nha. Đây là phía dưới mặt đáy này. Thiết kế đáy đa giác. Dây khóa cũng là dây zin luôn nha. Đó, dây zin nguyên bản của đồng hồ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc đồng hồ Longines này. Đó. Máy cơ tự động, tình trạng hoạt động tốt. Và ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quắt tay cho các bác nữa nhé. Kim cọc hoạt động vẫn còn trong tình trạng hoạt động ok này. Bộ lịch chỉnh thủ công thì các bác sẽ chỉnh bằng cách là quay kim cho em nhé. Còn về bộ máy bên trong thì ngay đây, ngay trên màn hình này chính là bộ máy của chiếc đồng hồ Longines này nha các bác. Đó. Tự động nguyên bản, một bộ máy Longines Đô Đốc 5 sao, máy cơ tự động 21 chân kính này. Máy em này thì còn rất là sáng và đẹp nhé. Có thể là qua cái màn hình thì các bác nhìn đây. Chiếc này máy nhìn trông rõ hơn này, rất là đẹp luôn nha. Longines Thụy Sĩ. Còn đây là một cái ảnh nữa là chụp cái phần nắp đáy ở bên trong nha các bác. Đây này, nó cái chính là cái phần đáy này này. Đó. Có khắc tên cùng với biểu tượng thương hiệu Longines ở phía dưới này. Chuyện ở mặt bên trong nha. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa. Rồi, và bác nào yêu thích chiếc đồng hồ này thì chốt đơn cho em nha. Mã số 1 ngày hôm nay có giá là 6.280.000 ạ. Đó, các bác chốt đơn theo số điện thoại Zalo 0936050424, em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình. Nó cửa hàng Kiên thì sẽ có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất là các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nha. Tiếp tục qua mã đồng hồ số 2 và mang đến cho các bác một chiếc Technos Spider, một trong những cái phiên bản Technos cao cấp. Em này thì phong cách rất là chất luôn nha, cực kỳ nam tính nha. Bác nào mà mình thích cái kiểu form nó mạnh mẽ một chút thì các bác có thể lựa chọn cái mẫu này. Em này thì thân vỏ bên ngoài cũng rất là sáng và đẹp nha. Thiết kế phần niềng bên ngoài này, đó, người ta sẽ tạo hình với những cái đường viền tạo hiệu ứng tỏa tia, trông rất là bóng. Cọc số dạng khối và ô cửa lịch của chiếc này thì nằm tại vị trí góc ô lộc 6 giờ nha. Chiều ngang chiếc này size 37 và chiều dọc sẽ là size 43. Nó ngang 37 và dọc là 43, nốm nằm tại vị trí góc 4 giờ nha. Đó, lịch 9-12 cho em. Có hỗ trợ thêm cả cót tay. Em này máy cơ tự động, có hỗ trợ cót tay nha. Nốm zin này, có biểu tượng thương hiệu Technos ở đây. Đó, mặt đáy bát quái và ở đây thì có khắc tên cùng với lại biểu tượng thương hiệu rất là chi tiết ở phía dưới đáy này nha các bác. Này, em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc đồng hồ Technos Spider này. Đó, các bác có cổ tay to đeo này thoải mái nha. Mở máy này. Đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ Technos này nha các bác. Máy rất là sáng và đẹp luôn ạ. Một bộ máy cơ tự động với 20 năm chân kính nguyên bản của Technos Thụy Sĩ. Máy ETA này 2638 này.
Nên người ta có chuyện luôn ở phía dưới cái phần đáy này như các bác đấy, máy ETA 2638. Các bác thấy không ạ? Thương hiệu máy ETA thì quá là nổi tiếng của Thụy Sĩ rồi. Một trong những cái thương hiệu máy gọi là lớn và cực kỳ chất lượng. Rồi nha, mã số 2 có giá là 2 triệu 280 nghìn. 2 triệu 280, mã số 2. Tiếp tục mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ huyền thoại tại Việt Nam này. Senco 5 chật góc. Và nhắc đến Senco 5 thì chắc hẳn là các bác rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Một trong những chiếc đồng hồ được mệnh danh là huyền thoại thời bao cấp đấy ạ. À, mặt đen truyền thống nha, viền vàng và có một lịch. Em này thì thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ như thế này. Đấy. Dây khóa Senco này, mặt đáy có khắc tên thương hiệu. Thân vỏ thép không gỉ. Chiều ngang của chiếc Senco này sẽ là 34 và chiều dọc sẽ là size 39 ạ. Máy cơ tự động núm góc 4 giờ và chiếc này thì sẽ sở hữu một cái bộ lịch bơm ạ. Lịch bơm nha. Em đeo lên tay này. Senco 5 chật góc. Máy 469 máy 7009 nha các bác, máy nguyên bản của Senco 5 đấy ạ. À, em này giao lưu các bác với giá là 1 triệu 280 nghìn. Chốt đơn cho em với mã số 3 nhé. Qua mã số 4 mang đến cho các bác đây là một chiếc Rado Baliwa Aster. Đó, một phiên bản cổ của Rado và cái phiên bản này được ra mắt vào khoảng những năm thập niên 80 các bác nha. Nó thiết kế mô phỏng hàm cá mập, trông cái form của nó rất là lạ mắt này, hàng độc, sưu tầm. À, thân vỏ bên ngoài là vỏ gốm ạ. Nên các bác nhìn thấy cái màu vỏ gốm thì nó sẽ làm cái màu ghi xám đặc trưng như thế này nhá. Đó, mặt kính với những đường chém góc, cọc số dạng răng nanh và có một ô cửa ly cóc 3 giờ này. Chiều ngang size 36 và chiều dọc của chiếc này sẽ là size 41. Đó, núm zin, dây khóa zin và mặt đáy thép có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa ở dưới này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây là phần mặt nha. Rado Baliwa Aster. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa. Máy cơ tự động nha. Máy cơ tự động. Núm này hơi chặt một chút. Kim cọc hoạt động tốt và lịch thì có nấc để chỉnh lịch nhanh. Đó, có nấc chỉnh lịch nhanh cho các bác nha. Rado Baliwa Aster mã số 4 có giá là 2 triệu 180 nghìn ạ. Qua mã số 5 em mang đến cho các bác một chiếc Rado Manhattan, một phiên bản đồng hồ Rado. Em này form quá đỉnh luôn các bác nha. Form vuông thành bên cạnh này, cọc số dạng đối xứng và có một ô cửa ly cóc 3 giờ. Về phần thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ các bác ơi. Đây, vỏ thép không gỉ nha. Đó. Đây là phía dưới phần dây khóa này. Dây khóa thì có khắc tên thương hiệu Rado ở đây. Dây khóa zin nha. Nốm zin này và mỏ neo. Mặt đáy thì có khắc biểu tượng Rado hai cá ngựa ở dưới này. Đó. Cái form của em này thì rất là lớn đấy. Chiều ngang sẽ là 39 và chiều dọc nếu tính cái chân càng thì sẽ là size 41 nha. Mà đặc biệt đó là cái form vuông nữa các bác ạ. Cái form dáng tanh như thế này thì trông cái form của nó lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Cái này mà các bác cổ tay to một chút là đeo ok, rất là đẹp nha. Form cực chất luôn các bác nhìn này. Vỏ thép sáng bóng không một chút tì vết nào cả. Còn về bộ máy thì đây, ngay trên màn hình này chính là bộ máy của chiếc đồng hồ Rado này nha các bác. Đây sẽ là một bộ máy Rado vàng 5 tầng. Đó, máy cơ tự động 20 năm chân kính này. Máy vàng ươm luôn, rất là đẹp nha các bác. Này. Đó. Rado. Zin nguyên bản từ phần dây khóa. Mã số 5 có giá là 3 triệu 080 nghìn. Tiếp tục qua chiếc số 6 sẽ gửi đến các bác. Đó là một chiếc Coslavin de Lucy. Đó. Coslavin đây là một cái form dáng máy cơ siêu mỏng các bác nha. Đó. Đây mặt đáy có khắc tên thương hiệu này. Thân vỏ của chiếc này thì sẽ là vỏ vàng nhá. Và cái form mặt sẽ là một cái form mặt tràn viền. Cọc số la mã, size mặt là 30 năm không tính nốm. Màu mặt đen bao công. Máy cơ có tay 23 Jewel. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây sẽ là phần mặt nha. Coslavin de Lucy.
mặt đen nha, thương hiệu đến từ Liên Xô. Cái form Coslavin này được ra mắt vào khoảng những năm thập niên 80 các bác ạ. Đó, bạn nào thích trên này chốt đơn mã số 6 cho em nha, giá 1.480.000. Ngôi sao Hải quân 1965, à 1956 ạ, em xin lỗi nha, 1956. Sima Navista, một trong những phiên bản xa xỉ phẩm của thương hiệu đồng hồ Sima. Đó, em này lên tay rất là sang các bác nha, cái form của em này. Số chảy tia và có một ô cờ lê cóc 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ, và phía dưới mặt đáy thì thiết kế kiểu đáy đa giác như thế này. Chiếc Sima này có chiều ngang là 34 và chiều dọc tính cái chân càng sẽ là size 40 nhé. Ngang 34 và chiều dọc là 40. Nói chung là vào năm 1956 thì cái form này nó gọi là một cái form khá là lớn rồi. So với những cái dòng đồng hồ cổ cùng phân khúc thì thường sẽ không có cái form lớn như này đâu. Em đeo lên tay này, đến ngày hôm nay thì vẫn còn giữ được tình trạng cũng như là độ mới cực kỳ tốt luôn các bác nha. Rất là đẹp ạ. Sima Navista, máy cơ tự động nha. Em này ngoài ra thì cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quát tay nữa, cho nên là rất là tiện trong quá trình sử dụng cho các bác. Còn về bộ máy bên trong ạ, thì đây, Sima máy R80400 nha. Một bộ máy Sima tự động với 21 chân kính. Đó, Sima mã số 7, giá 2.480.000 ạ. Tiếp tục qua mã số 8 và mang đến cho các bác một chiếc Technot QS. Một chiếc Technot tự động của Thụy Sĩ nha các bác. Zin nguyên bản từ phần dây khóa này, dây khóa Zin này, phía dưới mặt đáy này nó có khắc tên hiệu Technot ở đây, nốm Zin. Đó, form rất là vuông thành bén cạnh, trông cực kỳ sắc nét luôn. Cái form này nó là cái dạng form mặt vuông TV nha. Và đây là một chiếc đồng hồ mà rất là nổi tiếng tại Nhật Bản vào đầu những năm thập niên 60 các bác nha. Chiều ngang size 36-37, chiều ngang 36 nha các bác. Em xin lỗi, chiều ngang size 36 và chiều dọc là size 39 này. Đó, màu mặt xanh, có một lịch, toàn bộ phần cọc số dạng khối. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó, form trông nó rất là cổ điển, trông rất là vintage luôn nha các bác. Máy cơ tự động, và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ quát tay nữa. Lịch có nấc để chỉnh lịch nhanh. Đó, Technot GG, một phiên bản cực kỳ nổi tiếng tại Nhật vào đầu những năm thập niên 60 nha. Đây là một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ. Đây là một cái bộ lịch của người chủ cũ. Đây là chắc là một người Nhật này, người ta có đính ở trên đây để làm kỷ niệm, chắc là kỷ niệm một cái ngày nào đó. Cái này thì các bác không thích thì mình có thể tháo ra cũng được nha. Đó, rồi, phiên bản kỷ niệm này có giá là 2.180.000, chốt đơn cho em với mã số 8 này. Qua mã số 9 sẽ gửi đến các bác một chiếc Slava, máy cơ tự động 26 chân kính nha. Chiếc Slava form trứng ạ, có 2 ô cửa lịch góc 3 giờ này. Niềng thì sẽ là niềng vàng tỏa tia nha, có rất là nhiều các đường vân tỏa tia như thế này. Đó, một vài vị trí thì đã lên màu bã trầu. Bọc vàng au 10 có triện ở phía dưới đáy nhé. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép như thế này. Chiều ngang của chiếc Slava này sẽ là 37 và chiều dọc sẽ là 42 này. Ngang 37 và dọc là 42. Máy cơ tự động, và ngoài ra thì trên này có hỗ trợ thêm cả con tay nữa. Đó, núm có nấc để chỉnh lực nhanh, rất là tiện. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Slava tự động Liên Xô. Phiên bản này được Slava cho ra mắt vào đầu những năm thập niên 80 nha các bác. Rồi, em này thì cái màu mặt rất là nổi bật rồi, đây là cái dạng màu mặt xanh phỉ thúy nha, khá là độc đáo. Đó, trên này giá là 1.790.000 thôi. Bác yêu thích chốt đơn cho em với mã số 9 này. Tiếp tục qua mã nha, số 10 sẽ là một chiếc Pondrot ạ. Đây là một chiếc Pondrot form trứng cho các bác này. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép nha. Này các bác nhìn này, bên ngoài người ta cũng sẽ tạo hình với những đường vân tỏa tia như thế này. Đó, toàn bộ cọc số dạng khối và có lịch cọc 3 giờ ạ. Đây là phía dưới mặt đáy nha các bác. Em này thì chiều ngang sẽ là size 37 và chiều dọc sẽ là size 42 này. Ngang 37 và dọc 42. Máy cơ tự động, và ngoài ra thì trên này có hỗ trợ thêm cả con tay nữa nha. Em này có hai núm nằm tại vị trí góc 2 và góc 3 giờ, thì đây sẽ là một chiếc núm lịch bơm. Đó, lịch bơm vẫn còn hoạt động rất là tốt. Đây là phía dưới mặt đáy, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này.
Bonjot. Mã số 10, giá 1.680.000 nhé. Qua mã số 11 sẽ mang đến cho các bác một em Bulova. Đó, một chiếc Bulova đến từ Thụy Sĩ nha các bác. Thương hiệu đồng hồ cao cấp. Em này thì sẽ là một chiếc Bulova cổ máy 2 kim ạ. Mặt đã lên dầu theo thời gian này. Đó, cọc số dạng khối. Thân vỏ bên ngoài của chiếc Bulova này thì sẽ là vỏ vàng nhé. Đây, có hơi có một chút lên màu bã trầu theo thời gian. Mặt đáy thép có khắc tên thương hiệu ở dưới này. Size mặt của chiếc Bulova này sẽ là 32 không tính đốm ạ, một size cổ nha. Tình trạng máy hoạt động tốt. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Bulova mã số 11, giá 1.480.000. Tiếp tục qua mã nha. Chiếc số 12 sẽ là một em One Time máy cơ tự động 17 GW của đồng hồ Liên Xô. À, của đồng hồ Thụy Sĩ rồi, em xin lỗi nha. Em này form khá là lớn ấy. Chiều ngang sẽ là size 38 và chiều dọc sẽ là size 40 nha. Ngang 38, dọc 40. À, thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép như thế này. Vỏ thép các bác nha, mặt cọc số trải tia có lịch, nó nốm zin nguyên bản này. Dây khóa thì sẽ là dây chun và mặt đáy ở dưới thì có khắc tên thương hiệu One Time ở đây. À, em đeo ướm thử lên tay cho các bác cùng ngắm trước nha. Đây ạ. Đây sẽ là phần mặt của chiếc đồng hồ One Time này. Nó form lớn lắm. Nên là các bác có cổ tay to là các bác cứ đeo thoải mái thôi, không phải lo nha. Máy cơ tự động có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Chiều ngang của em này là 38 và chiều dọc sẽ là size 40 nhá. Ngang 38, chiều dọc 40. Nó một chiếc kim gió đỏ rất là nổi bật trên phần mặt như thế này. À, trên này có giá là 1.790.000. Xuất đơn cho em với mã số 12 cho em này nhá. Mã số 13 sẽ là một chiếc Pondrot máy cơ tự động của đồng hồ Liên Xô. Đó, một chiếc Pondrot cổ. Em này form khá là dày dặn này, phía dưới mặt đáy này. Đáy thép nha, dây khóa lụa. Đó, thân vỏ bên ngoài của chiếc này thì sẽ là vỏ vàng này. Có một chút dấu hiệu hao mòn tại các cái phần viền cạnh. Đó, đây này. Nấm tấm nha. Màu mặt vàng mỡ gà, cọc số la mã và có một lịch. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây là phần mặt nha. Em này mặt khá là sáng bóng này. Hơi có một chút vết xước lông gà theo thời gian. Máy cơ tự động và em này thì cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Đó, mã số 13 có giá là 1.680.000 cho các bác này yêu thích nha. 14 sẽ là một chiếc Slava. Một chiếc đồng hồ của quân đội Liên Xô. Đó, mặt tràn viền. Số học trò cách điệu và có một ô click. Màu mặt của em này nó sẽ là một cái màu xanh rêu nha các bác. Dây khóa lụa này. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng. Đó, và mặt đáy ở đây thì đáy thép các bác nha. Trên này có size mặt là 36 không tính đốm ạ. Sở hữu bộ máy cơ có tay với 21 chân kính. Đó, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Slava này nha. Form mặt tràn viền. Đó, cọc số thì toàn bộ là thiết kế dạng cách điệu rất là độc đáo, có lịch. Đó, và biểu tượng quân đội CCCP khắc ở vị trí góc 6 giờ này. Rồi, và chiếc này có giá là 1.480.000, chốt đơn em với mã số 14. Tiếp tục qua mã số 15, mang đến cho các bác một em Vostok máy cơ có tay 17 GW của đồng hồ Liên Xô nha. Một chiếc Vostok form trứng ạ, màu mặt đỏ cam, được tráng men bóng rất là đẹp. Đó, hơi có một chút vết thời gian ở đây. Em này thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ vàng nha, bọc vàng au 10 có triện. Đó, phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Chiều ngang của chiếc Vostok này là 36 và chiều dọc sẽ là size 41 này. Ngang 36 và dọc 41. Máy cơ có tay. Đó, cơ có tay, tình trạng máy hoạt động tốt. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây là phần mặt của chiếc Vostok này nha. Đó, mặt tráng men bóng rất là sáng luôn này. Em này mã số 15, giá 980.000. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Đó. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.